quay bài học cảnh giác cho anh em. Tự nghĩ là má mày gọi là ở đồng không ngon ngoạnh mà nó biết mày không bận đồng phục. Thậm chí mày bận đồng phục tới lúc đó mày nóng mày cởi ra mày chụp hình mày xác thật cái là cũng bị được 50 mà bị nó oan. Ủa lại bây giờ quy định là không bây giờ mình chụp hình xác thật bây giờ mình lúc mà chụp hình xác thật mà không bận đồng phục là bị phạt 50 ngàn á hả? Không có, nó chỉ có đủ bằng chứng mà nó phạt à, chứ không cần biết mà không bận đồng phục hay không tao không cần biết mày bận đồng phục hay không đồng bận đồng phục à. Nhưng miễn mà nhân viên của tao thấy à. Là đủ bằng chứng và để phạt mày thì ok tao phạt thôi chứ không có là cái đó là chim lợn sẽ báo lên giống chim như là lợn hay là cái gì qua cái app đó đừng nói chim lợn đó hả gì qua app mày xác thực đó là qua app chứ chim lợn gì à. Chim lợn đó là một cái thành phần là đi rảo ngoài đường đó là khác nữa à. Là có rất hai cái kênh giống như là hai cái kênh hai cái lực lượng một là chim lợn hay là gì đó app trên app không à cái là một phần là nó sẽ kiểm tra xác thực khuôn mặt trên app là cái bộ phận kiểm tra khuôn mặt người ta chỉ là một phần mà đi thực tế luôn phải không? Ừ. À trời ghê vậy ghê vậy. Có nghĩa là anh em mà nó không mặc đồng phục hoặc là chụp ảnh xác thật không đúng là nó phạt 50 ngàn phải không? Trời ơi ghê quá. Lần thứ hai 200, lần thứ ba vĩnh viễn. Lần thứ hai là 200, lần thứ ba là khóa vĩnh viễn luôn hả? Trời ơi ghê vậy. Cái này phải cảnh báo cho anh em biết mới được. Rồi mày em chụp đang chụp thôi. Đúng rồi, tự nhiên trừ cái mặt lên rồi thông báo cho anh em rồi quay mặt tao để anh thông báo đủ tao đâu có rảnh đứng đâu đến mức mà đi thông báo cho anh em chuyện đó. Cái này phải cảnh giác ý là quay bài học cảnh giác cho anh em á. Giờ mà chạy cực khổ đi kia mất nó làm dụng sót lắm một nè nó nè nó bị nè trời ơi nó đang trời nè trời ơi nó nè nó à trời ơi nộp phạt quy định cái gì đảm bảo chất lượng hả? Không mà cái này người ta cũng xe lên quá trời mà đâu phải mình đâu xe là biết bao nhiêu người biết cái vụ này số thằng nó biết thôi chứ mấy thằng nào cũng biết à có một cái kênh này nè nó biết thôi à trời ơi chỉ có ví dụ cái group đó 10.000 người thì chỉ có 10.000 người biết không chứ nên ví dụ chưa chắc không biết có thằng gà lên nó không có nó tác dụng gì nó không có thành phần xem nữa. Không coi ví dụ như là 10.000 group đó 10.000 người nhưng mà thực chất á chỉ có 1.000 đứa xem sao 5.000 500 đứa xem 1.000 đứa xem mà cao hay 3.000 đúng 5.000 gì đó một nửa người coi xem biết đúng rồi chứ phải là thằng nào có 10.000 là 10 thằng biết đúng rồi chứ mà coi gì dễ gì mà biết đâu chỉ có một số người biết được thôi ví dụ như là 10.000 người rất ở đây nhưng mà chỉ có thật sự là có 500 người quan tâm đến vấn đề ở đây thôi còn nhiều người lướt qua thôi đâu để ý đâu nhưng mà ví dụ như 50 này cũng đáng giá bộ chạy cũng mấy nhiều khi hai bốn cuốn mà bốn cuốn siêu rẻ này kia mới được giờ đâu đâu quá mình mang thêm cái tiền án là bị vi phạm đảm bảo chất lượng một lần nữa là mình bị một cái như là mình bị một cái đen nữa bị lần thứ hai là nó sẽ tính mình mất tiền hai sĩ ai sĩ trời ủa mày ráng mày làm đi rồi xong rồi ngưng cái mày đó rồi ok hôm nay anh muốn giấu mặt nè mình muốn cảnh báo mà giấu mặt rồi ủa phải đây không có phải tắt nè, ủa tắt nè.